Mến chào cô chú anh chị, hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2023 nha. Nhà vườn bonsai mini Thanh Ngân lên một clip giao lưu với cô chú anh chị nha. Nhà vườn bonsai Thanh Ngân có địa chỉ là 1047/3C, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Nhà vườn bên em có số điện thoại để giao lưu với cô chú anh chị là 0902781725 nha. Số đó có giao lưu nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà chốt cây á thì chụp hình qua Zalo nha, gửi qua bên em là gọi điện qua số điện thoại là 0902781725 nha. Hôm nay là em lên cũng có nhiều loại cây nha cô chú anh chị. Trước tiên hôm nay là em lên cây số 1 là một cây tre nha, một cây tre ngà nha cô chú anh chị. Đây. Đây cây tre ngà. Cây này lên nó kia cái thân rất là đẹp nha cô chú anh chị, rất là đều nha, rất là đều ra ba bên nha, nè ba thân nằm ba bên dính liền với nhau hết nha, lên một cái thân chính đây nha cô chú anh chị, nhìn cũng lạ mắt lắm nha cô chú anh chị. Cái tre này, cái tre ngà, cây này chắc em phải cắt bớt đi ngay cô chú anh chị. Giao lưu với cô chú anh chị mà cao như thế này thì cái tiền bút xếp nó cũng đuối lắm. Về cái mai mốt của chú anh chị ấy là nó lên lại tàn đẹp trở lại, em cắt bớt cho cô chú anh chị xem, để mai mốt là ví dụ cô chú anh chị có sở hữu á, mình sẽ cắt cho nó dày chi lên nha. Đây em cắt cho cô chú anh chị tham khảo qua nha. Cây nó tốt như thế nha cô chú anh chị, mà em cắt lại để lấy mình chơi bonsai mình để trên bàn á, rất là đẹp nha. Em phải cắt lại như thế này. Cắt lại như thế này nha cô chú anh chị. Rồi mình về á là khoảng chừng 15 ngày sau nha, nó sẽ lên lại dày hơn ngay cô chú anh chị. Cây nãy nó tốt vậy, em cắt lại cái nó muốn trụi luôn nha. Nhìn nó không có đẹp nhưng mà khoảng cỡ 10 bữa 15 bữa sau là cây sẽ đẹp nha. Cây số 1. Em đo thông số của cây số 1 nha. Cây tre ngà nha cô chú anh chị. Trong em còn gọi là cây tre vàng nha. Cây tre này nó lên thì nhìn nó đẹp lắm. Lá với cái thân tre đó, cái màu nó đẹp. Rồi hoành đế của cây số 1 là được 56. Cái hoành thân nha, hoành thân em đo đại diện cái hoành thân này đi. Hoành thân này được có 6 thôi. Chiều cao của cốt cây là được 20. Chiều cao tổng thể là được 60. Cái thân ngang của nó nè, em để cái tay vậy nè cô chú anh chị nhìn xem nha. Đó. Đó, thân của nó nè, nó đi rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây em bơi lên cho cô chú anh chị xem nha, nhẹ nhàng nha, một tay một gì nha cô chú anh chị. Mình có cái dĩa hay cái gì đó mình lót ha, mình để trên bàn mình chơi ha, trên cái lan can, trên cái kệ nhà mình đó, là cái cây nó ra rất là xum xê, rất là đẹp nha, nó ra tàn trở lại rất là xum xê nha. Rồi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 800k bao ship nha, 800k thôi. Rồi em xuống cây số 1 nha, lên cây. Rồi tiếp tục là cây số 2 nha cô chú anh chị. Cũng là một cây tre vàng nha. Gọi là cây tre ngà. Cây này nó được 5 thân. Đó, được 5 thân như thế này đây.
cắt bớt những cái rễ mà nó ấy đi nha cô chú anh chị, cho cây nó nhìn nó đẹp hơn tí nha, ngay xíu nha. Cây này được 5 thân như thế này đấy, thân nó chiền nhau nha cô chú chị, từ đây qua đây qua đây qua đây rồi qua đây. Rồi em đo thông số của cây số 2 này nha, một cây tre ngà nha cô chú chị, hoành đế của cây là được 70, cái trải dài của cái thân cây nó dính lại nha, trải dài của thân cây dính lại là được 34, chiều cao của cái cốt cây là được 20, chiều cao tổng thể là được 70 nha cô chú anh chị, 70 tới đây à. Rồi cái tán ngang của nó, tán ngang được 50 rồi, ở tán dài nha cô chú anh chị, tán dài được 50, tán ngang chắc khoảng được cỡ 30 nha. À, cây này em giao lưu với cô chú anh chị giá 700k nha, 700k bao ship. Cô chú anh chị nào ưng ý thì liên hệ đến số điện thoại 0902781725 nha. Đó, cây đã thần lâu lắm rồi ngay cô chú anh chị. Nuôi như vậy là đem về mình chơi, mình để trên bàn hay lan can của mình á, rất là đẹp nha. Một cây tre mà chơi tre cũng lạ mắt nha cô chú anh chị. Rồi 700k à. Em xuống cây số 2 nha, lên cây số 3 của ngày hôm nay. Rồi tiếp tục là cây số 3, cũng là một cây tre ngà nha. Cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn á. Một cây đeo, cái đeo tre rất là đẹp nha, đẹp tuyệt vời luôn á. Em cắt bớt những cái chi này đi nha cô chú anh chị. Cây này bữa hổm em cắt, em chặn lại, chặn không cho nó lên cao. Có chặn qua một lần rồi nha cô chú anh chị. Tre ngà, cái chi này em để lại đây, về cô chú anh chị tự mình thích thì để, không thích thì mình cắt nha. Hôm em có cắt chặn một lần rồi, cái đeo tre nha cô chú anh chị, đeo tre rất là đẹp. Cái đeo mà nó dài như thế này nha cô chú anh chị, trong đây cái đeo tre xanh mà đeo tre vàng, đeo tre ngà nha cô chú anh chị, mà ở đây tại sao nó lộn đi một nhánh tre xanh đây nè, nhánh tre này lại nhánh tre màu xanh nha cô chú anh chị. Đây cái nhánh này là nhánh màu xanh đây, em thấy cũng hơi lạ lạ đây. Ta cũng nói là có ông bạn chơi tre bên kia, ông cũng nói là cái đó là hiếm gặp lắm nha, dạng như đột biến vậy đó. Cái nhánh tre này lại nhánh tre màu xanh, mà toàn diện cái đeo tre này là đeo của cây tre vàng nha đó. Cái đeo đẹp ghê cô chú chị, đeo như thế này phải nói là cực kỳ khó kiếm nha. Em cũng may mắn và đi rất là xa, đi rất là nhiều nơi mới kiếm được những cái đeo như thế này nha. Em cắt sơ qua cái nha cô chú anh chị, em cắt sơ vậy thôi. Cái đeo này cũng khá là cao nha, đây em bưng bê cho cô chú anh chị xem nè. Cây này mà để trên bàn chơi rất là vip nha, để trên bàn salon đồ chơi á, mình cắt tỉa lại cho nó ra đúng chi đàng hoàng nha. Để trên bàn salon chơi rất là lạ mắt, rất là vip nha. Cái đeo tre như thế này là ít lắm mà là từ cây tre tạo ra cái đeo được như thế này là ít lắm, cả chục năm nha cô chú anh chị mới được cái đeo như thế này nha. Cái đeo này mà nói về cái tầng lớp của nó mà để trải xuống đó,
cả chục tầng lớp nha cô chú anh chị, cả chục tầng lớp từ trên trải 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 dài xuống. Rồi em đo thông số của cây nha, cây này đối với vườn em thì gọi là hàng VIP rồi. Hoành đế của cây là được 50. Cái thân cây tre này thì bằng ngón tay em thôi nha, bằng ngón tay này của em thôi, ngón tay trỏ thôi, chưa được bằng ngón tay cái nha. Những cái leo chỗ này nè rất là dễ thương, nhỏ nhỏ xinh xinh nha cô chú chị, em còn để tự nhiên nha, không có cắt rễ gì nha cô chú chị. Rồi em đo cái chiều cao nha, chiều cao của cái cốt này á, là nó được 32 nha. À, cái đeo liền lạc đẹp ghê luôn. Rồi cái chiều chiều bay nha, chiều bay được 39 nha cô chú anh chị. Chiều cao tổng thể, chiều cao tổng thể được 80. Tán dài, tán dài được 56 nha cô chú anh chị. Tán ngang nó thì khoảng được tới chừng 30 rồi. Rất là đẹp. Cái này em mới có thể tỉa qua một nước mà nó chưa dày nên cô chú anh chị chưa có nhìn thấy được cái đẹp của nó, mà khi nó dày lên nha cô chú anh chị. Em khẳng định luôn, những cây này mà mình cắt dày cái chi lên là nó đẹp lắm luôn nha. Nhờ những cái tre này là cực kỳ hiếm có nha, phải nói là hiếm có luôn đó. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 2 triệu nha, bao ship nha cô chú anh chị. 2 triệu bao ship. Cực kỳ hiếm có. Rất là đẹp. Không phải dễ gì mà kiếm được một cái đeo như thế này. Rồi. Cây số 3 giá 2 triệu nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây số 3 nha, lên cây số 4 ngày hôm nay. Rồi tiếp tục cũng là một cái đeo nha cô chú chị, một cái đeo tre ngà nữa nha. Cây hồi nãy với cây này là rất là biết nha, biết ở vườn em luôn á. Giờ em đi kiếm lại mà là kiếm một cái đeo như thế này là không thể có nữa nha cô chú chị. Hôm nay cây này là nó em cắt qua một nước rồi, này cắt lại nước thứ hai nữa là nó sẽ lên đẹp lắm nha. Em chưa cắt lại nước thứ hai. Cô chú anh chị nhìn xem nè, cái đeo nó lắc lượng như thế này nè. Cái chỗ này là dính vô cái thân tre nha cô chú anh chị. Lúc trên cái đọt tre nha, là cái chỗ này nó dính vô cái thân á, ngay chỗ cái nhánh tre trên đọt tre nha. Đó là cái chỗ này em cắt ra để em lấy ra nha cô chú anh chị. Đó. Nguyên cái bệ rất là đẹp nha. Em để tự nhiên về, em không có cắt rễ gì nha cô chú anh chị. Tại nó rất là sần sùi, nhìn nó rất là ok, nên để tự nhiên. Về chỉ em chờ nó lên những cái chỗ nhánh chủ này à, em làm ra nhánh về nha cô chú anh chị. Nhìn thân nó lắc lượng rất là đẹp. Rồi em đo thông số của cây số 4 này nha. Hoành đế dưới đây là được 44. Cái thân cây này thì cũng bằng ngón tay em nha cô chú chị. Thân cái tre ngà này bằng ngón tay em nha. Cái đeo tre ngà nha, rồi em đo từ cái cốt này xuống nha. Rồi cái chiều cao của đế rễ được 20 nha. Chiều cao tổng thể, chiều cao tổng thể là được 88 rồi nha cô chú anh chị. Em để cái tay cô chú anh chị hình dung ra được nha, hình dung ra được nó khoảng bao lớn nha. Những cái đeo này rất là cực kỳ quý hiếm nha cô chú anh chị. Em tại vì dưới đây nó cấm nè, em tối cái tượng để nó ngồi dưới đây chơi. Cô chú anh chị về mai mốt mình tối gì thêm về đây á, nó sẽ đẹp nha. Hay là mình trồng cho một cái chậu lớn hơn nữa để mình phối cây nha, phối hình hay là phối thêm những cái gì đó cho nó đẹp nha.
thối những cái tượng, những cái nhà gì vô cho nó đẹp. Tán ngang với tán dài gì nó cũng, cây này nó hơi tròn tài một tí nha cô chú anh chị, tầm khoảng cỡ 44-45 gì đó, lên cái thân chính lá hôm nay được nhiều rồi nè. Cây này cắt qua một lần nữa là lá nó sẽ cực kỳ nhiều luôn, và lá nó sẽ nhỏ lại. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 2,5 triệu nha, 2,5 triệu bao ship. Cô chú anh chị nào ưng ý thì liên hệ đến số điện thoại. Rồi tiếp tục là cây số 5 nha. Cây này là trong Nam gọi là cây lâm dồ nha, miền ngoài gọi là cây đề trắng nha cô chú anh chị. Cây này rất là già, nhưng mà có những cái này nè, những cái ưu điểm của nó nha, những cái ưu điểm của nó đây. Lên ưu cục như thế này, cây nó quắn quéo lắm nha cô chú chị, quắn quéo rất là lạ mắt nha. Cây này thì nó già lắm, cây già mà nó quắn quéo rất là lạ mắt. Cái đường thân, đường rễ chỗ nào nó cũng quắn quéo hết nha cô chú chị. Có cái chỗ này đây nè, là cái khuyết điểm của nó nha, là cái mặt cắt của nó. Cái mặt cắt này, cái cây này em nuôi hôm nay chắc cũng hơn 10 năm rồi đó, lâu lắm rồi. Hồi đó em để trong một cái hòn non gọi là chơi thấm thủy của chú anh chị, rồi em mới lấy ra để cắt làm ấy, rồi để giao lưu với cô chú anh chị. Cái chỗ này cả chục năm mà chưa có ấy được, còn chỗ này ngày xưa là em bẻ nè, cái dấu vết em bẻ nó có một cái sẹo luôn, mà nó không ảnh hưởng cây nha, cây vẫn tốt bình thường nha, cái sẹo nó sành đá rồi nha. Rồi em đo thông số của cây số 5, cây lâm dồ gọi là cây đề trắng nha. Cây này được rễ đồ này kia nó lạ mắt nha cô chú anh chị. Em đo cái hoành đế rễ của nó nha, hoành đế rễ của nó có ôm cái cục đá trong đây, được 53. Hoành thân em đo ngay vị trí này nha, hoành thân được 14. Cây nó cũng có lên những cái cục nhỏ nhỏ rất là đẹp. Chiều cao là được 30. Tàn rớt của nó dưới đây nha, tàn rớt cũng được 30. Tán ngang hiện tại là được 22. Cây rất là già nha. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu bao ship nha, 1,5 triệu bao ship. Rồi quên nữa, chỗ này nó có cái vết lũa nha cô chú anh chị, cái lũa này là do tự em làm nha, em bẻ cái vết lũa này ra nè, em lấy đồ em móc cái vết lũa này ra nha, vết lũa này là tự em làm nè, giờ nó cũng từ từ nó sẽ sành đá lại nha. 1,5 triệu bao ship cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị nào ưng ý thì liên hệ đến số điện thoại 0902781725 nha. Rồi, em xuống cây số 5, lên cây số 6 ngày hôm nay. Rồi, tiếp tục là cây số 6. Một cây si nha cô chú anh chị. Cây si, em trồng trong một cái bình nha. Cái bình là bình trà. Cây này thì nó già lắm nè, cô chú anh chị nhìn xem nè. Đó, lên u cục gì hết rồi nè. Đó, cây già lắm. Để em cắt mấy cái chi nhỏ nhỏ này ra, cô chú anh chị nhìn kỹ rồi. Đó, cây nó già, cũng lạ mắt lắm nha. Đó, thân cây nó già lắm luôn. Em cắt bớt mấy cái này ra. Đó, cây nó già khiếp lắm. Ở đây còn cái vết sẹo nhỏ đây nha cô chú anh chị, nó đang kéo lại thôi, đang kéo vết sẹo nhỏ này thôi. Còn dưới đây là nó đưa cái cục bú này ra luôn nha, bú này ra luôn, nó u gù lên, cây già lắm nha. Rồi, em đo thông số của cây nha cô chú anh chị,
em đo ngay chỗ cái vị trí lớn nhất của cây đi nha. Chỗ này. À, được 22. Ngay chỗ cái cổ nhỏ này nha. Cổ nhỏ này được 10. Chiều cao của cái cốt cây là được 17. Chiều cao tổng thể là được 28. Cây nó như thế này đây, em để bàn tay nè cô chú anh chị hình dung nha nha. Nó nhỏ thôi. Nhưng mà cây rất là già nha. Cây già như thế này, u bú như thế này là cũng hiếm nha cô chú anh chị. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị 600k bao ship nha. Có 600k cô chú anh chị ơi, sở hữu một cái cây si già như thế này đây. Cũng hơi lạ mắt nha. U bú đồ chỉ có 600k thôi. Rồi. Em xuống cây cây số 6. Lên cây số 7 ngày hôm nay nha. Tiếp tục là cây số 7 nha cô chú anh chị, cũng là một cây si nha. Em để mấy cái cây giấy nó lên tùm lum hết trong đây. Cây này là những cây gì quên rồi. Còn người ta cũng trồng á. Em trồng trong mấy cái hồ phong thủy đồ đó. Cái cỏ đồ nó lên nha cô chú anh chị. Gài không có cắt dọn những cây này. Cây số 7 cũng là một cây si. Cây này cũng già, già thủng nha. Những cây nhỏ thôi nhưng mà già lắm nha cô chú anh chị. Cây này em rép thời gian cũng khá lâu rồi nha. Rễ nè, cô chú anh chị nhìn đây, lạ mắt không? Cây rất là lạ mắt nha. Lâu rồi em không có cắt tỉa mấy cây này lại. Cây này về mình cắt tỉa thêm nữa là nhánh chi nó sẽ già nha. Nó nằm trong một cái chậu này hơi lạ lạ mắt tí nha cô chú anh chị, nó bằng sành nha. Cây nó dáng quyền nha. Dáng quyền nhưng mà bẻ cái chỗ này xuống rất là gắt nha cô chú anh chị. Ngay cô này đây. Xuống đây gắt luôn nha. Nó ra cái chỗ này em rép một bo này lên. Cây này cũng khá lâu rồi, nay cả năm mấy 2 năm rồi cô chú anh chị. Già lắm rồi. Rồi em đo thông số của cây. Vành đế rễ được 20. Chiều cao được 24. Cái tán ngang qua chừng khoảng chừng gang tay em nha cô chú anh chị. Khoảng tầm 20 à. Cắt luôn cái chỗ này để đá. Đó, mình cắt luôn như thế này đây. Cắt luôn nó đi cho nó gọn gọn ra cho cô chú anh chị dễ hình dung ra nha. Một cây si nha. Cây si này em rép. Rép mà dán quyền xuống đi rất là gắt nha cô chú anh chị. Từ đây xuống đây nha. Qua tới bên này. Cây này lạ mắt lắm nha. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 700k bao ship nha. Cô chú anh chị nào ưng ý thì liên hệ đến số điện thoại 0902781725 nha. Em xuống cây số 7 nha, lên cây số 8 của ngày hôm nay. Rồi tiếp tục là cây số 8 nha. Cũng là một cây si nha cô chú anh chị. Cây này được rồi, em có lên clip mà bữa đó em cắt tỉa hết rồi. Hôm nay mới ra nhánh đồ lại nè cô chú anh chị. Ra nhánh ra lá đồ lại nè. Cây meo em đã đắp lên rất là đẹp nha. Meo xanh hết nha cô chú anh chị. Cây thì cũng rất là lạ mắt nha, thể hiện cho cái một cái cây này dạng như cây dáng làng vậy đó cô chú anh chị. Đó. Rễ đồ này kia nằm chi chít dưới đây, trên đây thả đều xuống nha. Cây thì già lắm nha. Già khủng lắm rồi. Cây này cũng nuôi lâu đời rồi nè. Những cái đường này ngày xưa nè, bẻ mà nó giờ nó cuốn sẹo rồi như thế này cô chú anh chị. Cuốn sẹo rồi nhỏ xíu vậy đây. Tạo ra hai cái thân nha.
hai cái thân bay đi. Rồi nếu mà mình nhìn hình dung xa xa thì y như là một người đang lộn nha cô chú anh chị. Đó, phía này đây, cây này nó bay ra nha cô chú anh chị. Cái hình dung, cái tiểu tượng của em nhìn nhìn thấy lạ lạ mắt vậy thôi. Mỗi người có mỗi cái hình dung và mỗi có cái cách chơi của mình á, ta sẽ hình dung ra nha. Cái cây này em khẳng định là nó già rồi, dưới rễ nó buông xuống giờ rất là lạ mắt nữa, rất là đẹp. Với em thì rất là đẹp nha. Rồi em đo thông số của cây. Cái hoành đế rễ là em đo hết luôn chiều này nha. Đo như thế này nha, lấy hết rễ vậy là được 70. Hoành thân cây em đo một thân nha, một thân đại diện ở đây là được 8. Cái chiều dài của cái chi dưới này là được 30. Chiều dài của chi trên này là được 42. Chiều cao của cây nha, chiều cao em đo ngay vị trí này nha, là được 29. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 1.700.000 bao ship nha. 1.700.000 bao ship cô chú anh chị ơi. Có một cái cây si già như thế này để chơi nha. 1.700.000 bao ship. Này mà ý tưởng của em có một cái chuồng nhỏ nhỏ nha, em bỏ vô để như thế này thì mình nuôi sâu hút mật á cô chú anh chị, nó nhảy lên nhảy xuống những cái tàn này đẹp lắm nha. Bỏ trong một cái chuồng chim hay gì đó mà nuôi một con sâu hút mật hay một cặp sâu hút mật nha, nó nhảy lòng vòng trên những cái tán cây như thế này nha, bư lên bư xuống rất là đẹp nha cô chú anh chị. 1.700.000 bao ship. Cô chú anh chị ưng ý liên hệ đến số điện thoại 0902781725 nha. Rồi em xuống cây số 8, lên cây số 9 nha em nè. Rồi tiếp tục là cây số 9, cũng là một cây si, cây bỏ phế nha. Cây em để ngoài vườn lâu lắm rồi, nằm trong kẹt trong hốc em mới lấy vô đây. Cây si này nó già, nhiều khi em làm cây cũng nhiều rồi, những cây nhỏ nhỏ vậy nè, em sơ ý mà những cây này tương đối rồi em để cho nó già thêm nữa đó. Kẽm em cũng vẫn còn để nha, em chưa tháo kẽm luôn, phát ra giao lưu với cô chú anh chị luôn nha. Cái chỗ này nó sành đá rồi nha, đó, nó sành đá luôn nè, cây nó già khủng lắm nha. Em nuôi như vậy nó cạn nhách có chút xíu rễ nha cô chú anh chị, nó ăn có chút xíu thôi nè, nó dày thôi. Em cầm lên cho cô chú anh chị xem đó. Nuôi như cho nó khằn cây lại á, nó già cây lại. Nhưng mà nuôi theo kiểu này vậy thì những cái sẹo nó khó lành sẹo lại được nha, tại vì nó không có đủ sức đó để nó kéo lại những cái sẹo. Rồi em đo thông số của cây chính nha cô chú anh chị. Hoành đế rễ của cây mà được 36. Em đo ngay chỗ vị trí này to nhất nha, vị trí thân à, được 19. Ngay cái cổ này nha, ngay cái cổ này được 7. Cái bay của cây nha, đó, cái chiều bay của cây em để chiều bay nằm dài xuống của cây nha, em đo như thế này nha, được 29. Chiều cao, chiều cao của cây này được 28. Em cũng bẻ bẻ ra mấy cái chi về cho vui thôi, chứ thật sự cây này mình phải nuôi nữa cô chú anh chị. Hoặc là về mình cắt giật lại đó, để đó thời gian lá nó từ từ sẽ rút nhuyễn lại, cây rất là đẹp. Nó nhuyễn lá lại và những cái thân cây nó già lên là nó sẽ đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị 400k nha, 400k bao ship. Cô chú anh chị nào ưng ý thì liên hệ đến số điện thoại 0902781725 nha. Rồi em xuống cây số 9 nha, lên cây số 10 của ngày hôm nay. Rồi tiếp tục là cây số 10. Đây, cây này em nuôi phôi nha cô chú anh chị. Nó nhảy mầm cũng tùm lum hết, mà những cái mầm của nó đó, nó nhuyễn lắm.
Em cắt sơ qua cho cô chú anh chị nhìn thấy cái thân cốt nó rõ thấy nha. Mình cắt như thế này nè, cắt phải chừa cái ấy ra thì mai mốt nó sẽ được cái u cục nha cô chú anh chị. Cắt thứ hoài một tí xíu, mai mốt là cây nó sẽ lên được u bú nha. Đi xuống mọi người. Chừa hai cái chi này lại thôi nha cô chú anh chị. Kẽm em cũng chưa tháo nè, nó đang siết kẽm dữ lắm luôn nè. Cho cô chú anh chị về nuôi thêm nha. Nó có cái dạng như cái hình thú nha cô chú anh chị. Đó, lắc lượng như thế này nha. Dưới đây có hai cái chân. Rồi em đo thông số của cây số 10. Hoành đế của cây là 32. Hoành thân em đo ngay vị trí này nha. À, được 17. Chiều cao của cái cốt cây là được 33. Chiều cao tổng thể là được 50. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 500k bao ship nha. Có 500k thôi cô chú anh chị, về nuôi sẽ thành một cái cây theo ý của mình nha. Thân nó cũng lắc lượng cũng khá đẹp, phía sau này cũng có cái gù đuôi đồ này kia nha cô chú anh chị. Đây. Có 500k thôi. Rồi cây số 10 cũng là cây cuối clip của ngày hôm nay nha. Cô chú anh chị nào chốt cây nào đó thì chốt qua số điện thoại 0902781725. Số đó có Zalo luôn. Cô chú anh chị kết bạn Zalo và chụp hình gửi qua bên em nha. Đó, cây số 10 cũng là một cây si là cây cuối clip nha. Cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ bên nhà vườn bonsai mini bên Thanh Ngân nha. Chúc cô chú anh chị xem clip được vui vẻ, nhiều sức khỏe. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha.